Như mọi người đang nhìn thấy ở đây thì đối với chiếc Ford Everest này sẽ có đến tận 1, 2, 3, 4, 8 quả bi. Tuy nhiên là ánh sáng khi mà mình chiếu lên bảng căng đèn thì thu nhận không được bao nhiêu hết. Vậy thì làm như thế nào để cải thiện ánh sáng cho chiếc Ford Everest này? Mời mọi người cùng theo dõi video sau đây. Chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với channel Autobus 65 Review. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả các anh một cái cấu hình nâng cấp ánh sáng siêu khủng dành cho chiếc Ford Everest kế bên cạnh em đây. Sự kết hợp giữa full bi LED V30 Ultra đi cùng với đó là một cặp bi LED V20 Bay. Hai sản phẩm này đều đến từ thương hiệu X-Line. Và em cũng xin được bật mí với các anh luôn, đây là chiếc xe đầu tiên được sở hữu cặp bi LED V20 Bay. Và đây là cặp bi LED đầu tiên và duy nhất trong cùng phân khúc có tích hợp mắt quỷ đổi 7 màu. Anh chủ của chiếc Ford Everest này là một người cực kỳ yêu thích sự nổi bật. Nhưng mà mọi người cũng biết là đối với vỏ bi V30 Ultra này thì cơ bản của nó sẽ không có tích hợp mắt quỷ đổi 7 màu, cho nên là anh chủ đã lắp thêm mắt quỷ đổi 7 màu cho vỏ bi V30 Ultra. Còn đối với V20 Bay, đây là một cái dòng bi LED có tích hợp mắt quỷ đổi 7 màu luôn. Và chúng ta có thể điều chỉnh thông qua app điện thoại, đó chính là app LED Lam. Rồi bây giờ em sẽ điều chỉnh cho mọi người xem nha. Đang là màu tím thì em sẽ điều chỉnh qua màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu xanh biển, màu trắng, màu vàng. Trên đây thì có rất là nhiều màu sắc và mọi người có thể điều chỉnh linh hoạt, thích màu nào thì mình sẽ chọn màu đó. Trước khi mời mọi người trải nghiệm ánh sáng của combo này thì em mời mọi người hãy cùng tìm hiểu là lý do tại sao anh chủ lại quyết định đi nâng cấp ánh sáng cho xe nha. Rồi bây giờ em sẽ mở cho mọi người xem ánh sáng zin của xe trước khi mà nâng cấp ánh sáng nha. Đó, mọi người có thấy không ạ? Hầu như là ánh sáng này nó không có chiếu sáng được bao nhiêu hết á. Bây giờ em sẽ bật thử đèn gầm cho mọi người xem thử luôn nha. Đó, mọi người không biết là mọi người có thấy gì không ạ? Chứ em quan sát ngoài đây thì em thấy không có sáng được bao nhiêu hết. Mọi người thấy chưa? Cho nên là lúc này để có được những chuyến đi an toàn hơn thì bắt buộc là anh chủ phải trang bị ánh sáng tốt hơn cho xe. Và bây giờ thì em không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời mọi người hãy cùng trải nghiệm ánh sáng thực tế giữa một cặp bi LED V30 Ultra đi cùng với đó là V20 Bay được lắp đặt lên chiếc Ford Everest và chiếu trên bảng căng đèn nó sẽ cho ra ánh sáng như thế nào nha. Phải nói là sự kết hợp giữa combo tăng sáng này thì lúc này nó đem đến cho chúng ta một ánh sáng cực kỳ khủng, và tại cốt thì nó sẽ có đường cắt cực kỳ là sắc nét. Tổng công suất cốt lúc này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 130W. Và khi mình pha lên đó thì như mọi người đã thấy thì khi pha lên nó sẽ có hai cái tâm pha to, tròn và gom. Và tổng cộng công suất pha lúc này nó sẽ rơi vào đâu đó lên đến 150W. Lúc mà mình về code thì hai cặp bi LED này nó sẽ có nhiệt màu là 5500, đem đến cho chúng ta một cái ánh sáng trắng rất là tinh tế cũng như là sang trọng. Khi mà mình pha lên thì nó sẽ có tâm pha rơi vào đâu đó khoảng 4000, tâm pha vàng. Và với hai cái tâm pha này thì hỗ trợ cho các anh di chuyển rất là tốt, đặc biệt là khi mình lái xe đường tỉnh hoặc là di chuyển trên cao tốc. Ở đây thì nó có một cái rất là hay mà em muốn chia sẻ đến các anh là ví dụ như mà mình di chuyển vào những cung đường mà không cần ánh sáng quá nhiều thì mình có thể tắt một cặp bi và để lại một cặp bi được hay không? Dạ được chứ ạ. Thì bên em đã tích hợp vào đây cho anh chủ là một cái nút bấm, một cái công tắc, để khi mà ví dụ mình di chuyển vào những cái cung đường mà không cần ánh sáng quá nhiều thì mình sẽ tắt đi một cặp và để lại một cặp phù hợp với điều kiện thời tiết mà mình di chuyển luôn. Phải nói là sự kết hợp giữa combo này đã đem đến cho chúng ta một cái ánh sáng siêu khủng. Và nếu như ở đây các anh đang tìm kiếm một cái quả bi có công nghệ mới nè, đi cùng với đó là sự nổi bật cũng như là cá tính, thì đừng bỏ qua em V20 Bay này nha. Combo này thì chưa đến 20 triệu và được bảo hành toàn quốc cho các anh là 3 năm. Và đến đây nếu như các anh chị đang có nhu cầu cải thiện ánh sáng tốt hơn cho xe thì có thể để lại thông tin bên phía dưới phần bình luận, mình đang đi con xe nào, đời bao nhiêu, khu vực mình đang sinh sống kèm theo số điện thoại. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình trong thời gian kịp thời và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.